Tụi em vừa đi nghỉ hôm trước. Nhưng mà không thấy tội em. Thôi thì thôi rồi, anh cũng biết rồi. Thôi tôi không lấy, cô cầm đi. Tôi không lấy mấy cái đồng tiền của cô. Cô cầm.
lên nhìn túi. Cảm ơn nha, lần sau vào mua cho chị ấy nha. Lấy một cân cho anh em ăn mà. Bãi này không cuốn được phải không? Không ạ. Thật khổ cho con. Ừ. Thảo Mai. Đi làm không qua làm không có. Cảm ơn. Không ạ. Ngọt. Đây, chít đây. À, con xin đây bà. Chít nha. Nó mình nằm ra.
tình hình với nó thế nào được. Đứng đây nói chuyện nha. Đánh, đánh rồi. Được. Đá nào to đẹp nha. Đồi nó chả có muối. Bây giờ tình hình mê gối sao rồi? Bây giờ á? À? À. Bây giờ nó chưa bây phát giờ... hiện đâu gì? Chưa. À. Chưa biết gì đâu. Ừ. Thôi chịu khó cố gắng vì còn đứa con trong bụng nữa. Con của mình chưa có vào lừa nó rằng để nó nhường hết tài sản cho em rồi hai đứa đỡ phải đi làm gì cả. Nó biết gì không? Chưa biết gì đâu, nhưng mà nếu mà anh ấy biết thì làm sao? Biết thì sợ gì, mình chủ yếu mình lấy cái tài sản của nó trước đó. Nó biết được kệ nó liên quan thì đến lúc đấy là cũng xong rồi, mình không phải sợ. Khi nào đứng tên được của em rồi thì mình cũng sợ. Nhưng mà cũng thấy tội anh ấy. Tội cái gì? Thế cô vì anh không? Vì đứa con không? Nhưng mà có nhưng mà cũng phải từ từ. Thì từ gì biết được, thì bây giờ mình còn đợi bao nhiêu lâu nữa à? Nhanh nhanh lên để còn mình có cuộc sống của mình nữa chứ. Nhưng mà bây giờ làm như nào? Bây giờ thì cứ yêu thương và chiều nó đi. Đi lừa nó làm sao mới đứng tên cho mình là được rồi. Thì thôi chịu khó, bây giờ nó đuổi vợ đi rồi thì em ở đấy thì được rồi, là chuẩn bị mày nhớ dụ nó làm sao nó chuyển hết tài sản về cho em là được nhé. Nhưng không thì đến lúc thì nó mà phát hiện ra thì chẳng có gì là mình trắng tay ấy. Cái gì ấy? Ôi chị Thu, chắc chị Thu biết rồi, chắc chị nghe được cuộc nói chuyện của mình. Thôi anh về đi, để em xử. Thế để anh về trước nhá, xong là có gì em nói kéo kéo tí nhá. Anh về trước đi. Quần ướt.
cho mẹ xem. Đây mà em ơi, đây mà mẹ chưa ăn. Em chào chị. Cô còn vào đây làm gì? Chị cho em xin lỗi. Xin lỗi chuyện lúc nãy chắc chị cũng thấy rồi. Em cũng chỉ bị ép buộc thôi, nên là chị đừng có nói với anh Hối. Chị giúp em với nhá. Bây giờ tôi sẽ không giúp. Mai tôi gặp anh Hối tôi sẽ nói. Chị giúp em với, chị đừng nói với anh Hối, giúp em với được không? Bây giờ cô đã đến với chồng tôi. Xong rồi chồng tôi đã đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà. Đến bây giờ cô lại còn đi cặp bồ với anh ta nữa. Thế cái thai trong bụng của cô là của anh ta chứ không phải của chồng tôi. Sao cô lại lừa chồng tôi để cho chồng tôi hắt hủi vợ con mà đuổi mẹ con tôi ra ngoài ở? Em bị anh ta ép buộc thôi chứ em không có ý đi với anh ta đâu. Nhưng mà con trong bụng cũng là con của anh Hối chứ không phải con của anh kia đâu. Thế làm sao vừa xong tôi nghe thấy cô với anh ta nói đứa con trong bụng là của anh ta mà không phải của chồng tôi, mà chỉ là lừa dối chồng tôi để chồng tôi đuổi vợ con ra khỏi nhà để cô và anh ta cướp tài sản trong gia đình nhà tôi thôi. Chị giúp em với. Chị, tôi sẽ không giúp, tôi sẽ nói với chồng tôi. Giúp em với, em cho một ít cho chị mua sữa cho con. Thôi tôi chị không lấy, cô với. Cầm đi. Tôi không lấy mấy cái đồng tiền của cô. Cô cầm. Con cho tôi. Con làm cái gì đấy? Con đưa đây. Đưa con cho tôi. Đưa đây. Trả con cho tôi. Con trả con cho tôi. Đây. Chị đừng có trả con cho tôi. Nghe. Hôm nay tôi ném cái cuốn xuống đấy. Con được thế, tôi xin cô đấy. Chị đứng cô, đứng đây. Đừng mà con đừng làm đây. Thế. Con đừng làm thế. Cuốn xuống đây. Tôi xin cô đấy. Đừng mà đứng, con đừng làm thế. Con ép rồi. Tôi sẽ ném cái cuốn xuống đấy. Con đừng mà, con đừng làm thế, tôi xin cô đấy. Chị đừng có ép tôi ném cái cuốn xuống đấy. Đừng có ép tôi. Con trả con cho tôi. Con đừng làm thế, con đừng. Chị đừng có ép tôi, tôi sẽ ném xuống đấy. Đừng mà, con đừng làm thế. Chị đừng có ép tôi, tôi sẽ ném xuống đấy. Đừng mà, con đừng làm thế. Đúng như đấy, chị phải hứa với tôi, chị đừng nói với anh Hối. Tôi sẽ hứa, tôi sẽ hứa. Tôi sẽ hứa, anh trả con cho tôi. Tôi sẽ hứa, con đưa con cho tôi.
mấy cái đồng tiền của cô đi về đây. Lần này lần sau đừng để cho tôi nhìn thấy mặt cô nữa. Mẹ xin lỗi con nhé con gái. Lần sau mẹ sẽ không làm như thế nữa. Mẹ sẽ kệ họ, muốn làm gì thì làm. Mẹ chỉ cần có con thôi. Mẹ xin lỗi con gái. Lần sau mẹ sẽ không để cho con như thế nữa. Mẹ sẽ không để cho bất kỳ một ai động đến con gái của mẹ nữa. Mình chỉ cần cuộc sống của mình thôi. Mẹ thương. Mẹ thương con, mẹ thương. Bây giờ chỉ đi mẹ sẽ không để ai động đến con gái của mẹ. Cuộc sống của mẹ chỉ cần có con và mẹ là đủ rồi. Mẹ xin lỗi con gái. Lần sau mẹ sẽ không để cho con như thế nữa. Mẹ sẽ không để cho bất kỳ một ai động đến con gái của mẹ nữa. Mình chỉ cần cuộc sống của mình thôi. Mẹ thương. Mẹ thương con, mẹ thương. Bây giờ chỉ đi mẹ sẽ không để ai động đến con gái của mẹ. Cuộc sống của mẹ chỉ cần có con và mẹ là đủ rồi.